Vào rạng sáng nay, La Liga đã chính thức trở lại với trận mở màn giữa Athletic Bilbao và Barcelona. Phần thắng đã thuộc về đội chủ nhà. Người lập công duy nhất trong trận đấu này là Aris Aduriz đến từ phút 89. Chung cuộc, đội bóng xứ Basque giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và Barcelona cùng với tân binh Antoine Griezmann đã có màn khởi đầu không như mong đợi. Cùng với La Liga, Bundesliga cũng đã bắt đầu khởi tranh. Ở trận đấu đầu tiên của vòng 1, Bayern Munich tiếp đón Hertha Berlin trên sân nhà và họ nhận một kết quả hòa. Phút 24, Robert Lewandowski sớm mở tỷ số cho Hùm Xám. Không lâu sau đó, Dodi Lukbakio đã đưa trận đấu về thế cân bằng. 2 phút sau, Marco Rojic nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng thủ đô nước Đức. Bước sang hiệp 2 phút 60, Robert Lewandowski hoàn tất cú đúp quanh, ấn định tỷ số hòa 2-2. Chuyển sang Lyon, Olympique Lyon đã có chiến thắng giòn giã trước Angers. Những người lập công trên bài sư tử Sauron là Houssem Aoua vào phút 11, Moussa Dembélé với cú đúp vào phút thứ 36 và 65, Memphis Depay tỏa sáng với hai bàn thắng vào các phút 42 và 48, Jean Lucas ấn định tỷ số 6-0 vào phút 72. Với 3 điểm khởi đầu đầy thuận lợi, Olympique Lyon tạm thời xếp vị trí thứ nhất với 6 điểm sau 2 vòng đấu. Trang chủ câu lạc bộ Real Madrid thông báo Eden Hazard sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương đùi trái gặp phải trong buổi tập chuẩn bị cho trận khai mạc La Liga gặp Celta Vigo. Đội ngũ y tế Real Madrid xác nhận Hazard cần tối thiểu từ 3 đến 4 tuần để hồi phục hoàn toàn. Trước tình hình đó, trong buổi họp báo trước vòng 1 La Liga, Zinedine Zidane bất ngờ tuyên bố từ nay ông sẽ đặt trọn niềm tin ở Gareth Bale và thậm chí là James Rodriguez. Như vậy, Hazard là tân binh thứ tư của Real Madrid gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới sau Luka Jovic, Ferland Mendy và Rodrigo. Không còn là đồn đoán, trên trang chủ, câu lạc bộ Bayern Munich xác nhận họ đã đạt thỏa thuận mượn Philippe Coutinho từ Barca theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản cho phép mua đất không bắt buộc vào mùa hè 2020. Tiền vệ người Brazil sẽ có mặt tại Bavaria trong chủ nhật tuần này hoặc muộn nhất là đầu tuần sau để hoàn tất việc kiểm tra y tế bắt buộc cũng như ký kết hợp đồng. Đến với Bayern, Coutinho nhiều khả năng sẽ được sử dụng ở hai cánh hoặc một vị trí trên hàng tiền vệ ba người bởi đội bóng Đức hiện đang vận hành theo sơ đồ 4-3-3. Ngôi sao 27 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hùm Xám, vốn đang quá phụ thuộc vào những pha xử lý của Serge Gnabry cùng với Kingsley Coman ở hai cánh. Jurgen Klopp vừa tiết lộ một hung tin với các fan Liverpool rằng thủ môn số 2 Adrian đã dính chấn thương và có thể lỡ trận đấu với Southampton vào cuối tuần này, đẩy Liverpool vào khủng hoảng trong khung thành. Trả lời về sức khỏe của cậu học trò, Klopp cho biết chưa chắc Adrian đã có thể tham dự trận đấu với Southampton. Thật điên rồ, khi chúng tôi đang quay quần với nhau thì một cổ động viên chạy đến. Anh ta bị rượt đuổi bởi các bảo vệ nên đã trượt ngã và va chạm vào mắt cá chân của Adrian. Tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy. Adrian đang ở Melwood và tình hình cũng đã khá hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, nhưng vẫn chưa rõ tình hình chấn thương của cậu ấy, nên do đó chúng tôi buộc phải chờ đợi. Huấn luyện viên trưởng của Liverpool tiết lộ. AS Roma thông báo tiền đạo Edin Dzeko đã ký hợp đồng mới 3 năm với câu lạc bộ. Cựu chân sút của Manchester City là mục tiêu săn đón của Inter trước khi Nerazzurri chiêu mộ thành công Romelu Lukaku từ Manchester United. Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi đã cam kết tương lai với Roma bằng việc ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trên website chính thức của Giallo Rossi, Dzeko chia sẻ: "Trong vài tuần qua, tôi đã nhận thấy đội bóng muốn tôi ở lại đây như thế nào. Từ cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng cho tới mối quan hệ với các đồng đội, tôi biết rằng Roma chính là nhà mới của tôi. Ở đây có tất cả mọi thứ chúng tôi cần để tìm kiếm một danh hiệu nào đó và tôi rất mừng khi được ở lại đây lâu hơn nữa." Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa từ chối sử dụng công nghệ VAR trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo AFC, thì vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra trên hơn 10 sân vận động và thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về, nên mỗi trận đấu sẽ cần thêm 3 hoặc 4 trọng tài làm việc trong phòng VAR. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt trọng tài làm nhiệm vụ. Mặt khác, nếu áp dụng VAR ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam mà không áp dụng ở các trận đấu khác, sẽ không mang lại sự công bằng.